Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang chuẩn bị được theo dõi trận thi đấu bóng chuyền hơi nữ số 12 giữa hai lớp 12A8 và 12A5 gặp nhau trong khuôn khổ các hoạt động thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2011 năm 2019 của trường Trung học phổ thông BGT Hà Nam. Đây là giải thi đấu bóng chuyền hơi dành cho nữ trong nhà thi đấu đa năng của trường. Tuy nhiên trong không gian thì nhà khá chật hẹp và tập trung được rất đông học sinh, chính vì thế mà có rất nhiều tiếng ồn. Xin quý vị hãy chú ý lắng nghe để có thể nhìn rõ được thông tin về trận đấu. Đây là trận đấu vòng loại trận đầu tiên và hiện nay trọng tài thầy Tuấn Anh giáo viên giáo dục quốc phòng Hòa Bình đang cho hai đội làm thủ tục thi đấu. Làm xong thủ tục thi đấu và phía trước màn hình của chúng ta là đội 12A5 trong trang phục quần dài, áo đồng phục thể dục thể thao của nhà trường, và bên phía xa của màn hình của chúng ta chính là lớp 12A8 trong trang phục áo màu trắng xám, quần đùi. Hai đội đang khởi động để chuẩn bị thi đấu. Theo thể thức thi đấu thì hai đội sẽ tất cả các trận thi đấu trong khuôn khổ bóng chuyền và bóng chuyền từ trước đến nay của trường Trung học phổ thông BGT vừa thi đấu một hiệp một set với điểm số 31. Đội nào giành chiến thắng thì đội đấy sẽ tiếp tục vào vòng trong. Lý do là thi đấu ít như vậy bởi vì trên thực tế thì thời gian dành cho học sinh tham gia các hoạt động thể thao trường tương đối hạn chế, trong khi có rất nhiều lớp cùng tham gia. Chính vì vậy, để tiết kiệm thời gian và có thể tổ chức được hết các hoạt động thì nhà trường đã quyết định chỉ thi đấu một set. Trận đấu bắt đầu, 12A5 phát bóng. Bắt lỗi chạm lưới của lớp 12A5. Điểm số đầu tiên thuộc về 12A8, 1-0. Bí thư lớp Phan Thị Ngọc phát bóng. Như vậy 3 điểm đầu tiên đã thuộc về 12A8. Ta biết bóng không thành công, bóng đã không sang bên sân của 12A8, 4-0. Không được rồi. Vừa rồi lỗi vị trí, Phan Thị Ngọc đã đứng không đúng vị trí và dẫn đến việc là đội bóng không chính xác. 12A5 giành quyền phát bóng và điểm số đầu tiên. 4-1. Bóng trong sân, trọng tài xác định bóng trong sân. 2-4. Sơn. 12A5 tiếp tục để giành lại quyền phát bóng. 3-5. Không được. Vừa rồi nó lỗi vị trí. Các vị trí 12A8 đứng không chính xác.
sân. Hiện nay là trong sân rất ồn ào cho nên cũng nghe cái số rất khó khăn. Lỗi chạm lưới của vận động viên Thu Hằng 12-28. 12-25 giành điểm số với quyền phát bóng. Lỗi bước 1, Hồng Hạnh vừa rồi đã mắc lỗi bước 1. Điểm số tiếp tục từ 12-25. Phát bóng không qua lưới. 12-28 mới giành được quyền phát bóng. Bóng không qua lưới. Bóng ra ngoài. Thanh Nhàn ra ngoài sân. Bóng trong sân. Các vị trí của lớp 38 tương đối có lỗi. Là một pha bóng nữa, đỡ vị trí. Vận động viên Thu Hằng vừa rồi đã không đứng đúng vị trí của mình, cho nên đã không đỡ một thành công. 12-25 liên tục giành điểm số. Thanh Nhàn rồi đã không đưa bóng qua lưới. Điểm số tiếp tục về 12-25. Hiện nay lớp 12-28 đang bị sốt tâm lý. Các vị trí thi đấu không chính xác. Trọng tài có lỗi phát bóng dẫn vạch. 12-28 giành được quyền phát bóng. Hồng Hạnh phát bóng. 12-28 cần phải khắc phục điểm yếu về tâm lý thì mới có thể rút ngắn tỷ số và ghi điểm được.
thế chiều cao rất tốt. Tuy nhiên là những pha ném bóng tương đối thiếu uy lực. Hiện nay vị trí lỗi của các vận động viên là khá nhiều, đặc biệt là phần cuối sân là hầu như không vận động viên nào đứng cả. Chính vì thế là khi thả bóng dài phía xa sân thường ghi điểm. Đẩy bóng rất nhẹ nhàng của vận động viên Thu Hằng 28, với lợi thế chiều cao thì Thu Hằng đã ghi điểm dễ dàng cho đội 28. Phan Đình Ngọc phát bóng lại tiếp tục một quả đẩy bóng xa lỗi dưới sân. Rất đáng tiếc là pha phản lại bóng ra ngoài sân.
điểm số thuộc về 12-5. Thank you.